Như ba bóng chuyền hay đẹp mắt đến từ những cầu thủ chất lượng, và bên phía thì đánh quy đạt phạt bóng trung thành. Đội Cam Ranh điểm đầu tiên thuộc về Minh Hóa, 1-0. Một tốt Thanh Xuân, đánh bóng tốt, điểm cho Thiên Đàn Quy Đạt 1-0. Điểm 2-1 cho Thị Trấn. Quốc Như bóng bật con, cơ hội phản công. Quốc Như đánh bóng tốt, điểm cho Minh Hóa 2-0. Được một tốt Thái San để bóng chân ra, điểm cho Minh Hóa 3-2. Tốt, tiếp tục là Thái Sơn, một pha đánh bóng rất lưng của Thái Sơn mang về điểm cho Thị Trấn 3-0. Sẽ là một pha nhảy phạt bóng của Tư Thanh Thuận. Và điểm cho Minh Hóa 4-3. Bỏ bóng tốt, điểm cho Thiên Đàn Quy Đạt 4-0. Một không tốt, và trung thành đã giành lại cơ hội và cái điểm cho Quy Đạt, điểm 5-4. Đổi điểm cho Minh Hóa 5-0. Thanh Thuận trong sân, điểm cho Quy Đạt 6-5. Thank you.
Minh Hóa lỗi vị trí, điểm cho Quy Đạt 7-5. Xuân Đức một pha tấn công ghi điểm của Xuân Đức 6-7. Rồi phạt bóng điểm cho Quy Đạt 8-6. Cuộc đối đầu thú vị giữa Quốc Dư và Thanh Thuận khi hai là cùng đồng đội tại câu lạc bộ Sa Đéc Khánh Hòa. Bây giờ Quốc Dư và Thanh Thuận đều hai bên kia nhiệt huyết, ai sẽ là bên kia chiến thắng. Thị Trấn thành bóng tốt, điểm cho Thị Trấn 9-6. Xuân Đức thành bóng tốt, đội điểm cho Minh Hóa 7-9. Bóng tốt, bóng một con, thành bóng cho Minh Hóa. Xuân Đức thủ bóng tốt, một pha lỗi trên hai của Trung Thành. Tuy nhiên lỗi trên hai của Minh Hóa, điểm cho Thị Trấn Quy Đạt 17. Một tốt, Quốc Dư, Quốc Dư đánh bóng tốt, đội điểm cho Minh Hóa 8-10. Một tốt, Thái Sơn thủ bóng tốt, Quốc Dư đánh bóng chưa sang, điểm cho Quy Đạt 11-8. Thank you.
nhảy mày được. Đến gì? Hà Nội hả? Lúc nào rảnh đấy được nhận. Và tấn công tốt mang về điểm cho Minh Hóa 9-12. Điểm 10-13. Tấn công tốt. Điểm rất đi thắng 14-10. Đánh đưa sau vạch của Tư Thanh Thuận, bóng vẫn còn. Đã chặt bóng tốt đến từ cầu thủ cầm áo số 27 của thị trấn mang về điểm 15-10. Một pha ghi điểm rất xuất sắc, một pha block thành công. Hải sát phạt bóng ra ngoài, điểm cho Minh Hóa 11-15. Một tốt. Cú bóng tốt của Minh Hóa. Điểm rất may mắn bên Minh Hóa, điểm được rút ngắn 12-15. Chặn bóng ra ngoài, điểm cho thị trấn 16-12. Một tốt, Xuân Đức. Xuân Đức cảnh bóng tốt, ghi điểm cho Minh Hóa 13-16. Điểm cho Minh Hóa 14-16. Đội điểm
đánh 17-14. Đánh 18-15. Chúng ta phạt bóng đã ngoài điểm rút ngắn 16-18. Cơ hội tấn công xuất hiện và thành công. Quốc Duy bàn cản đăng bay điểm cho Khánh Hòa 18-19. Thái Sơn quá để bóng rất quyết lực của Thái Sơn ba về điểm cho Thị Trấn 20-18. Thái Sơn một phù công trẻ, mặc dù một phù công tuy nhiên Thái Sơn lại là một cầu thủ biết đánh chuyên hồi lan và một cầu thủ trẻ có tiếng trong bóng chuyên hồi lan. Điểm 19-20. Bực một tốt. Thanh Thuận đánh bên sâu.
ghi điểm 21-19 và ghi điểm từ sau vạch ba. Đội điểm 20-21. Đúng bàn bóng vào cơn. Tuy nhiên một pha nỗ lực đổ bóng của Công Viên Đông Đội không thể đổ được bóng. Điểm cho Quy Đạt 22-21. Tốt. Mang về điểm cho Minh Hòa 22-22. Một pha bỏ lỡ ghi điểm của Trung Thành, 20 điểm cho thị trấn Quy Đạt 23-22. Đi ra ngoài, điểm 23-23.
đội đội sắt để tiếp tục trận đấu. Đặc sản Minh Hóa. Hả? Có đá không? Dạ vâng. Lượng khán giả đến sân rất đông các bạn ơi. Không còn một chỗ trống. Hai đội trở lại sân để tiếp tục trận đấu thứ hai. Trận đấu mà